Bây giờ chị mình đi bên mặt trăng lên nhà văn bài. Nhớ về em. Bạn ơi! Hả? Bạn ơi! Quý vị, sau bao nhiêu tiếng chờ đợi, quý vị thẩm ca không hưởng công. Một nam ca sĩ nổi tiếng như hải ngoại. Sao quý vị cười dữ vậy? Mình nói thầm một bóng mình cười quá. Em cười đang nghi quá quý vị. Hả? Hết hồn hả? 10.000 khán giả của đại hội viện Ashimia, thank you quý vị đã đợi trọng 2 tiếng đồng hồ. Nam ca sĩ Mike Ashimia xin tặng quý vị hai bài. Bài thứ nhất là bài Nhớ Vợ Em hay điều cha cha cha. Tâm gì bài thứ hai? Tâm gì? Quay. Không ra. No bạn, no. Quay. Hướng. Rồi à, hả? Ông La. Và nhân dịp đây cũng tặng chị Hằng ở Việt Nam đúng không? Dạ. Nguyễn Phương An và anh Huỳnh Duy Dũng. Dạ. Bài Nhớ Về Em. Dạ. Bài thứ hai cũng giống nhau luôn. Bài làm lại đi. Bài Tâm La, bài Tâm Đô. Lâu Nhớ Về Em. Nhớ Về Em rất dài. Bài hai bài đó. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em nhớ anh bán môi cười thơ ngày. Nhớ về em trong những nỗi nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Tròn ca suốt đời này ta vẫn thương. Về lại chút xíu nghe đèn thôi. Nhớ về em. Yeah. Baby, get down, baby. We'll be right back.
ông. Nhớ về hát bài nữa là của quý vị. Đúng rồi.